của mình. Mỗi ngày mình sẽ tích góp tiền vào đây. Đây là 2.000. Hôm qua mẹ đã thưởng cho mình vì mình đã đọc sách. Mình sẽ làm việc nhà và đọc sách nhiều hơn. Rồi mình sẽ có thật nhiều tiền. Mình sẽ đầu tư và mình sẽ tự do tài chính. Trước